lịch sử 4 tỷ năm của trái đất và những sự kiện quan trọng thay đổi hành tinh. Hành tinh của chúng ta đã tồn tại được khoảng 4,5 tỷ năm, đó là một khoảng thời gian dài, đầy bận rộn với biết bao bước ngoặt đáng nhớ. Từ những bước nhảy vọt trong tiến hóa cho đến những vụ va chạm thiên thạch với mức độ tàn phá khủng khiếp. Sau đây là những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa của sự sống trên trái đất đã góp phần định hình nên thế giới của chúng ta hiện nay. Trái đất được sinh ra 4,5 tỷ năm trước. Sự kiện trọng đại đầu tiên của một hành tinh dĩ nhiên là khi nó cất tiếng khóc chào đời. Bắt đầu từ một đám bụi khí và đá nằm rải rác quanh mặt trời vốn còn rất trẻ, trái đất đã lớn từ khi các khối đá va chạm vào nhau và có khối lượng đủ lớn để hấp dẫn các bụi khí xung quanh nhờ tác dụng của lực hấp dẫn. Vệ tinh duy nhất của trái đất, mặt trăng, ra đời không lâu ngay sau đó. Người ta cho rằng một tiểu hành tinh đã va chạm mạnh với trái đất khiến các mảnh vỡ văng ra xung quanh và dần dần hội tụ thành chị Hằng xoay quanh ông Địa. Mầm sống đầu tiên, 4 đến 3,5 tỷ năm trước. Không ai biết tế bào đầu tiên ra đời vào thời điểm nào, song mẫu hóa thạch lâu đời nhất từng được ghi nhận có tuổi đời 3,5 tỷ năm. Như vậy, mầm sống đầu tiên có lẽ đã xuất hiện từ trước đó, nhưng chắc chắn không phải lúc tinh cầu này vẫn còn là một hòn lửa đỏ với hàng tá thiên thạch liên tục dội bom lên nó. Người ta cho rằng mầm sống đầu tiên đã bắt đầu từ những mạch nước kiềm alkali, nóng ấm nằm dưới đáy các đại dương, hoặc ở trên mặt biển hoặc trên đất liền. Chúng ta vẫn chưa rõ và chúng ta thậm chí còn không biết những sinh vật đầu tiên trông như thế nào. Khai thác năng lượng mặt trời 3,4 tỷ năm trước. Dù nhân loại chỉ mới bắt đầu sử dụng quang năng trong mấy chục năm gần đây, nhưng bà mẹ tự nhiên đã biết đến điều đó từ rất sớm. Dĩ nhiên, mọi sự sống cần phải có năng lượng và nguồn năng lượng gần gũi trái đất nhất chính là mặt trời. Những vi sinh vật đầu tiên đã tiến hóa dưới những tia nắng, tận dụng nguồn năng lượng từ các photon để tổng hợp ra đường từ những phân tử đơn giản. Nhân loại gọi tiến trình đó là sự quang hợp, nhưng khác với các loài thực vật ngày nay, các vi sinh đầu tiên không thải ra khí oxy và vì thế bầu khí quyển trái đất lúc đấy vẫn độc hại. Sự di cư của các lục địa 3 tỷ năm trước. Mặc dù rất cứng và có vẻ bất biến, song vỏ của trái đất lại là những tảng băng trôi trên những lớp magma nóng chảy. Đôi khi các tảng băng va chạm vào nhau và một phần của tảng này chìm dưới tảng còn lại. Quá trình này được gọi là sự kiến tạo mãn hay sự trôi dạt của các lục địa. Đại lục đầu tiên trên trái đất còn được gọi là Earth đã được tạo ra từ tiến trình trên. Sự ô nhiễm khí quyển đầu tiên hay quá trình oxy hóa trọng đại 2,4 tỷ năm trước. Phản ứng quang hợp đầu tiên đã diễn ra hơn 1 tỷ năm trước, song đó không tạo ra oxy. Nửa đầu cuộc đời của trái đất có rất ít oxy trong bầu không khí. Tuy vậy, một số vi khuẩn bằng cách nào đó đã học được cách tổng hợp ra đường từ khí CO2 và nước. Tất nhiên, với sự trợ giúp của ánh nắng mặt trời và khí oxy là chất thải từ những nhà máy vi khuẩn trên. Quá trình ô nhiễm đầu tiên trong lịch sử trái đất được xem là lý do khiến cho cả hành tinh bị băng giá về sau này, khi các vi khuẩn đã hút cạn các khí nhà kính có CO2 khỏi bầu khí quyển và khiến mọi thứ lạnh đi. Những tế bào phức tạp hay sự cộng sinh 2 đến 1 tỷ năm trước. Tuy sự sống đã có mặt trên trái đất khá lâu, song chúng vẫn rất đơn giản. Những tế bào đầu tiên có cấu trúc tương tự những vi khuẩn hiện đại ngày nay. Dù vậy, sự tiến hóa đã đưa sinh giới lên một tầm cao mới. Những sinh vật có tên gọi là eukaryote, sinh vật nhân chuẩn, đã có cấu trúc phức tạp hơn với những cơ quan chuyên biệt bên trong chúng. Người ta cho rằng, ban đầu các thi thể không tự nhiên sinh ra bên trong tế bào, mà chúng là các vi khuẩn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng nhờ sự cộng sinh hay hấp thu tế bào, các vi khuẩn này sống chung mái nhà với các sinh vật nhân chuẩn và tạo ra năng lượng cho chúng. Tế bào của mọi động vật và thực vật chúng ta thấy hôm nay đều là các eukaryote, hay còn gọi là sinh vật nhân chuẩn. Cuộc quan hệ tình dục đầu tiên 1,2 tỷ năm trước. Những sinh vật đầu tiên đều sinh sản vô tính, các tế bào cứ lớn lên rồi tự động chia làm đôi chứ không phân biệt được cái. Các hóa thạch có tuổi đời từ 800 triệu đến 1,8 tỷ năm trước đều khá vô vị. Giới khoa học gọi giai đoạn này là tỷ năm buồn, nhưng dường như đã có gì đó chệch đường khỏi cách sinh sản truyền thống. Không rõ tại vì sao và từ khi nào, nhưng một số sinh vật đã chán việc tự chia đôi cơ thể và chuyển sang hình thức tìm kiếm bạn tình. Những mẫu hóa thạch có tuổi đời 1,2 tỷ năm của loài tảo đỏ cho thấy chúng đã bắt đầu có sự xuất hiện của những tế bào chuyên biệt về giới tính như là các bào tử.
Và vì hóa thạch có sau khi sinh vật ra đời, nên sex chắc chắn đã ra đời trước thời điểm đó. Những sinh vật đa bào 1 tỷ năm trước. Eukaryote đã là một bước tiến lớn của sinh giới, nhưng mọi thứ không dừng ở đấy. Những sinh vật đa bào đầu tiên với các tế bào đơn không thể tách rời được cho là đã xuất hiện khoảng 1 tỷ năm trước. Trong đó, những nhóm sinh vật khác nhau đã lần lượt tiến hóa theo hướng đa bào một cách độc lập, không bị lệ thuộc. Thực vật được cho là đã chọn hình thức đa bào trước động vật. Trái cầu tuyết 850 đến 635 triệu năm trước. Chưa rõ lý do của lần đóng băng này là gì, nhưng nó kéo dài suốt 200 triệu năm và băng giá phủ kín trái đất từ hai cực cho đến tận xích đạo. Thời kỳ băng giá lần hai này được cho là đã khuyến khích sự ra đời của những loài động vật có cấu tạo phức tạp đầu tiên. Những sinh vật có dạng ống hoặc lá xoăn như dương sĩ đã xuất hiện ngay sau đó, mở ra một giai đoạn mới có tên kỷ Ediacara. Sự bùng nổ kỷ Camry 535 triệu năm trước. Ngay sau khi động vật bắt đầu tiến hóa, lịch sử tiến hóa trải qua hai nhịp tăng trưởng trọng đại. Trong vòng vài chục triệu năm, sự kiện bùng nổ kỷ Camry đã làm phát sinh dường như hầu hết các nhóm động vật hiện đại. Một phần của vụ bùng nổ này có thể đã lắng xuống, tạo nên những mẫu hóa thạch chất lượng hơn, bởi những loài động vật khi này đã có lớp vỏ cứng. Sau đó, vào 489 triệu năm trước, một nhóm động vật đã có thêm những bước nhảy tiến hóa nhờ vào đại sự kiện đa dạng sinh học kỷ Ordovic. Thực vật xâm chiếm đất liền 465 triệu năm trước. Nước vẫn là cái nôi của sự sống trên trái đất trong nhiều tỷ năm liền, mà cho tới 500 triệu năm trở về trước, chỉ có một số loài động vật tìm cách lên mặt đất, nhưng chúng không lên đáy sống mà chỉ đi dạo hoặc đơn giản là tìm một nơi đẻ trứng để tránh xa các loài ăn thịt dưới mặt nước khác. Thực vật ngược lại trở thành những cư dân thường trú đầu tiên trên đất liền. Loài thực vật đầu tiên đánh dấu lãnh thổ là họ hàng của tảo xanh, nhưng chúng đã nhanh chóng tiến hóa và phân nhánh ra nhiều loài khác nhau. Đợt tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên 460 đến 430 triệu năm trước. Kỷ Ordovic là giai đoạn mà sinh giới nở rộ về sự đa dạng sinh học. Nhưng kỷ này kết thúc, thế giới đứng trước một đợt tuyệt chủng với số lượng các loài cũng nhiều không kém số loài đã sinh ra. Cuối kỷ Ordovic, trái đất bị lạnh đi nhanh chóng và băng từ hai cực bao phủ phần lớn bề mặt hành tinh. Hệ quả là một kỷ băng hà có tên là Andin Saharan. Giai đoạn lạnh tê cóng này đánh dấu đợt tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên và lớn thứ hai về quy mô trong tất cả các đợt tuyệt chủng từng được ghi nhận. Ước tính có đến 85% các loài sinh vật biển đã bị xóa sổ. Và vì phần lớn các sinh vật vẫn sống dưới nước, nên không có gì ngạc nhiên về sự tàn khốc của Andin Saharan. Loài lưỡng cư đầu tiên 375 triệu năm trước. Sau khi thực vật đã định cư được trên mặt đất, các loài động vật cũng không ngần ngại tìm ngôi nhà mới. Đầu tiên là các loài côn trùng đã bò lên mặt đất khoảng 400 triệu năm trước, nhưng các loài có xương sống cũng nhanh chóng nối gót, ví như loài Tiktaalik, một loài cá có hình dạng tương tự kỳ nhông nhưng chân vẫn cấu tạo bằng vây. Những loài cá như Tiktaalik sau cùng cũng tiến hóa lên bốn chân hoàn chỉnh, là ông tổ cho các loài lưỡng cư, bò sát và động vật có vú về sau này. Việc chúng rời bỏ mặt nước được xem là một điều may mắn, vì ngay sau đấy là đợt tuyệt chủng cuối kỷ Devon. Đợt tuyệt chủng này kết sổ thêm nhiều loài thủy sinh khác, trong đó có những loài cá khổng lồ với thân hình tựa như bọc giáp sắt. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Bình minh của bò sát 320 triệu năm trước. Khi những con bò sát đầu tiên xuất hiện, trái đất đang ở giữa một thời kỳ lạnh lẽo kéo dài, được gọi là kỷ băng hà, cuối đại cổ sinh. Bò sát tiến hóa từ các loài lưỡng cư có hình dạng tương tự kỳ nhông, nhưng khác tổ tiên của mình, bò sát có lớp da dày, đóng vảy và đẻ trứng có vỏ cứng. Nhờ các ưu điểm trên, bò sát nhanh chóng trở thành loài thống trị trên mặt đất. Và dù một số loài có kích thước cực lớn như Dimetrodon dài tới 4,5 mét, nó vẫn là bò sát chứ không phải khủng long. Thời đại của khủng long còn rất lâu nữa. Siêu lục địa Pangaea 300 triệu năm trước. Lần cuối cùng cho tới hiện tại, các lục địa của trái đất hợp nhất một lần và tạo thành một siêu lục địa có tên là Pangaea. Và bao quanh siêu lục địa là một siêu đại dương có tên là Panthalassa. Giai đoạn 2 siêu cường này cùng tồn tại kéo dài tới 175 triệu năm. Sau đó các lục địa lại tách rời thêm lần nữa và những phần còn lại trở thành những gì chúng ta thấy hiện nay. Đợt tuyệt chủng lớn nhất 252 triệu năm trước. Dù không phải là đợt tuyệt chủng đầu tiên, nhưng đợt tuyệt chủng cuối kỷ Permi là thử thách lớn nhất với sinh giới trên địa cầu.
Ước tính có đến 96% các loài thủy sinh và một con số tương đương các loài trên cạn biến mất sau giai đoạn này. Lý do của đợt tuyệt chủng vẫn chưa được chắc chắn, nhưng dữ liệu khảo cổ cho thấy một đợt phun trào núi lửa hàng loạt còn được gọi là cái bẫy Siberia khiến cho 2 triệu km2 bề mặt trái đất bị ngập trong nham thạch, bầu khí quyển ngập trong khói độc và nhiệt độ đại dương lên đến 40 độ C. Sự phục hồi của sinh giới về sau đấy mở ra một thời kỳ mới, thời đại khủng long. Loài động vật có vú đầu tiên 220 triệu năm trước. Tại cùng thời điểm khủng long tiến hóa và sinh sôi trên toàn cầu, cùng những loài thú có vú đầu tiên xuất hiện, tổ tiên của chúng là những loài bò sát có tên gọi là Cynodon, với khuôn mặt hơi giống loài chó và một số có thể có lông bao phủ. Những loài có vú đầu tiên như Moganucodon có kích thước khá nhỏ và hình dạng giống loài chuột. Rất có thể chúng chỉ hoạt động về đêm vì đây là lúc các loài bò sát nghỉ ngơi. Có giả thuyết cho rằng chính hoạt động về đêm này đã kích thích động vật có vú tiến hóa theo hướng sử dụng máu nóng, giúp cho chúng giữ ổn định nhiệt độ cơ thể để kiếm ăn trong khi bò sát ít hoạt động về đêm. Đợt tuyệt chủng kỷ Trias 201 triệu năm trước. Kỷ Trias là thời kỳ mà khủng long gầm rú trên khắp mặt đất, còn dưới nước thì những loài bò sát khổng lồ như là Ichthyosaur thống trị đại dương. Sau một đợt tuyệt chủng khác lại bùng nổ. Nguyên nhân đợt tuyệt chủng này chưa được xác định, nhưng hệ quả nó để lại là 80% các loài bị tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó, khủng long lại hồi phục và tiếp tục thống trị mặt đất, thậm chí chúng còn đạt được tới những kích thước khổng lồ. Loài lớn nhất từng được ghi nhận là Dreadnoughtus scrani, có khối lượng lên đến gần 60 tấn. Loài chim đầu tiên 160 triệu năm trước. Ban đầu là dưới nước, rồi đến mặt đất và sau đó là bầu trời. Sự sống lần lượt chinh phục tất cả. Nhưng loài chim không tiến hóa tiếp từ động vật có vú, mà là hậu duệ của khủng long. Những con khủng long có lông vũ như là Velociraptor là tổ tiên của loài chim hiện đại, nhưng chúng có mũi thay vì mỏ cứng và tay để bám trên cây thay cho cánh. Một trong những loài chim nổi tiếng từng được biết, Archaeopteryx, sống cách nay 150 triệu năm. Như một số kết quả khảo cổ gần đây tại Trung Quốc cho thấy, những loài như Xiao Tingra hay là Oronis từng xuất hiện lâu hơn trước đấy. Cái chết của khủng long 65 triệu năm trước. 65 triệu năm trước, một thiên thạch lớn từ ngoài không gian đã đâm vào trái đất tại vị trí ứng với Mexico ngày nay. Vụ va chạm hết sức kinh hoàng, nhưng hệ quả về mặt lâu dài của nó còn tệ hơn thế. Bụi bị tung lên thượng tầng khí quyển và che lấp ánh nắng mặt trời, kéo theo một thời kỳ lạnh lẽo và tăm tối trên toàn bộ hành tinh. Với số lượng lớn nhất, khủng long dĩ nhiên là loài chịu nhiều tổn thương. Các loài thú săn mồi cũng như bò sát khổng lồ khác cũng bị xóa sổ. Song các loài kích thước nhỏ hơn sống sót được nhờ tiêu thụ ít thức ăn hơn. Đây cũng là đợt tuyệt chủng thứ 5 từng được ghi nhận và là đợt tuyệt chủng cuối cùng cho đến hiện nay. Loài linh trưởng đầu tiên xuất hiện 60 đến 55 triệu năm trước. Sự biến mất của hầu hết các loài khủng long đã tạo điều kiện cho động vật có vú tăng trưởng và sinh sôi nảy nở. Một số động vật có vú bắt đầu tiến hóa theo hướng leo trèo và sống trên cây như là một cách để tránh các loài săn mồi khác. Cách thức này đã dẫn tới việc ra đời của loài khỉ, vượn và sau cùng là con người. Nhưng loài linh trưởng đầu tiên có kích thước rất nhỏ. Bộ xương hóa thạch linh trưởng lâu đời nhất thuộc về một loài có tên là Archicebus acin với cân nặng chưa tới 30 gram. Chúng sống chủ yếu trong các rừng nhiệt đới nóng ẩm tại châu Á. Loài vượn người đầu tiên 13 đến 7 triệu năm trước. Những con vượn đầu tiên xuất hiện tại châu Phi khoảng 25 triệu năm trước, rồi tại một thời điểm nào đó, chúng bắt đầu tách nhóm thành tổ tiên của loài vượn hiện đại và người hiện đại. Rất khó để nói chính xác thời điểm diễn ra sự kiện, nhưng nhờ khảo cổ và sinh học di truyền, chúng ta có thể ước lượng tương đối. Loài vượn người cổ nhất được ghi nhận có tên là Sahelanthropus chadensis đã từng sống trên mặt đất 7 triệu năm trước. Loài người hiện đại 200.000 năm trước. Loài người chúng ta có tuổi đời rất trẻ so với tất cả các loài trước đấy, chỉ mới 1 phần 5 của 1 triệu năm so với 7 triệu năm của Sahelanthropus chadensis. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đó, chúng ta đã rời khỏi nơi sinh ra mình tại châu Phi, du hành đến mọi lục địa trên hành tinh. Thậm chí chúng ta đã ra được ngoài vũ trụ, điều mà mọi loài trước đấy chưa làm được. Thế nhưng, với những thành quả đạt được, chúng ta cũng đồng thời phá hoại không ít lên hành tinh này. Chỉ trong vòng 40 năm trở lại đây, đã có 50% số động vật hoang dã biến mất khỏi trái đất, nhanh hơn bất kỳ đợt tuyệt chủng và đại tuyệt chủng nào từng được ghi nhận. Phải chăng đợt tuyệt chủng thứ 6 sẽ diễn ra trong kỷ nguyên con người này? Liệu chăng
lịch sử 4 tỷ năm tiến hóa của sự sống trên hành tinh sẽ bị kết thúc trong bàn tay của chính con người. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.